Bài số 15 mạch hiển thị led ma trận. Thì trong project này chúng ta sẽ kết nối cái module hiển thị led ma trận mắt 7219 và sẽ hiển thị một cái văn bản, thì đây mình sẽ hiển thị một cái chữ 2. Thì các module này nó sẽ sử dụng chiếc điều khiển led là mắt 7219. Ta có thể bật tắt 64 cái đèn led trên module. Thì đây là led module ma trận, nó có 64, tức là 8 x 8 led, 8 x 8 bằng 64 con led. Thì phần cứng chúng ta sẽ có một Arduino, một module mắc 7219 và các dây cắm. Thì đây là hình ảnh của module. Thì module này nó sẽ có 64 con led, theo chiều từ trên xuống sẽ là cột column, còn theo chiều ngang sẽ là hàng round. Thì điểm ở đây sẽ tương đương với lại là cột số 0 và hàng số 0. Còn ở đây sẽ là tương đương với cột số 7 và hàng số 7. Tức là từ 0 tới 7 thì chúng ta sẽ có 8, 8 x 8 bằng 64 con led. Về sơ đồ kết nối thì chúng ta sẽ sử dụng 3 chân để điều khiển. Ở trong đó chúng ta sẽ có 3 chân là chân D-in, chân CS và chân CK, chân clock. Thì chúng ta sẽ lần lượt kết nối chân D-in với chân số 12, chân clock chân số 11 và chân CS chân số 10. Còn chân VCC kết nối với chân 5V nano và rao kết nối với rao. Trong có điều khiển thì chúng ta sẽ sử dụng thư viện là led control. Chúng ta sẽ cài cái thư viện led control bằng cách là vào manager library, tìm cái led control và cài đặt. Thì đây là đoạn code để hiển thị cái chữ 2 và cho các đèn led sáng từ led số 00 cho đến led 77. Chúng ta sẽ copy cái đoạn code này, tạo một cái file mới, project mới có tên là số 15 mắc 7219. Chúng ta sẽ tiến hành cài thư viện. Vào tool, chọn library manager, sau đó chúng ta sẽ chọn, ta sẽ tìm cái led control rồi chúng ta sẽ tìm đến cái thư viện. Đây là hình ảnh của thư viện led control Albert Hanfat. Rồi, chúng ta sẽ cài thư viện này ha, led control nè. Sau khi cài xong, sẽ đóng cái phần tạo thư viện, cài thư viện và tiến hành nạp code. Rồi, trong code này đầu tiên hiển thị chữ 2, 5 giây. Sau đó nó sẽ cho các đèn led sáng lần lượt từ 0, 1, 2, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4 gì đó, v.v. sáng lần lượt cho đến con led cuối cùng, tổng cộng là 64 con led. Sau đó nó sẽ dừng 2 giây và lặp lại cái văn bản, nó sẽ show lại cái chữ 2. Thì trong cái đoạn code này chúng ta sẽ tạo một cái object đối tượng là LC led control và truyền các chân tín hiệu vào. Cái chân điều khiển, chân số 12 là cho dia in, chân clock, chân CS. Rồi đầu tiên thì trong một lập setup thì chúng ta sẽ set down nó một cái, sau đó set cái độ nhạy, độ sáng của nó. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ lia LCD, lia cái display này cho nó tắt hết. Rồi trong một lập lớp thì chúng ta sẽ gọi cái function là viết cái chữ 2 lên trên cái matrix, lên trên cái ma trận. Thì chữ 2 này mình sẽ viết theo nguyên tắc là mình sẽ sử dụng cái hàm là set round. Hàm là set round. Thì ví dụ như đối với chữ 2 thì mình đầu tiên mà mình sẽ gán cho cái cột thứ nhất là cột 0 nè, là tương đương với tất cả con led đều sáng. Có nghĩa là mình sẽ fill ở đây từ trên xuống 8 con led đều sáng hết là 1. Rồi tiếp theo là sẽ con led số con led tiếp theo led nằm ở đây chỗ
0000001 đây, 0001 lá này sáng. Rồi sau đó mình sẽ view tiếp theo nữa. Cứ như vậy mình sẽ set row cho nó từ cái cột thứ 0 cho đến cột thứ thứ 6, tức là 0 1 2 4 6 4 5 6. Như vậy thì mình sẽ ra được cái chữ 2. Rồi sau đó mình sẽ dừng nó 5 giây rồi liên cái để mình xóa hết những cái mình đã hiện ra. Rồi sau đó thì mình sẽ có một cái hàm single. Hàm single thì chẳng qua là sẽ cho nó chạy theo từng hàng từng cột để mình nhấp nháy cái đèn led tương ứng với từng hàng từng cột thế này. Rồi tương tự gì đây, sau đó mình sẽ delay 2 giây và mình lia cái delay hết. Ok. Ngoài ra con led này, nếu chúng ta muốn kết hợp nhiều module thì chúng ta có thể còn các chân để kết nối những cái module liên tiếp, thì cái chân nó ký hiệu cũng y chang như vậy, cũng là bao gồm cái chân D-in, G-C-S, G-Clock. Thì chúng ta sẽ đưa cái hàng DA của con này vào D-in của con kia. Như vậy chúng ta sẽ có một cái module kéo dài và chúng ta có thể điều khiển và hiển thị được kích thước lớn hơn. Bây giờ là video này đã hướng dẫn các bạn cách kết nối cái module LED Mark 7219 8x8 mà chặn 8x8 64 LED và hiển thị được chữ trên cái module. Và video này đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn.